Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, 11 Tây tháng Giêng năm 2023. Thưa quý vị, hiện tại bây giờ tâm điểm chính trị ở tại nước Mỹ là việc Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện la toán lên về cái chuyện ông khám phá ra cái những hồ sơ mật trong cái văn phòng cũ của ông Biden. Thì đối với những người Cộng Hòa, liệu rằng là có một cái chuyện, một cái tiêu chuẩn kép trong cái vụ mà ông Donald Trump bị điều tra về hồ sơ mật, bây giờ ông Biden cũng có một cái vụ hồ sơ mật. Nhưng mà trên thực tế và về vấn đề pháp lý, về vấn đề hậu quả pháp lý đúng hơn, hai trường hợp này có giống nhau hay không? Và đó là chủ đề anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Trước hết chúng ta thấy nhìn sơ qua đó thì là giống nhau. Giống nhau cái chỗ là đây là hồ sơ mật. Nhưng mà mật tới mức nào người ta chưa biết và đều nằm trong tay hai ông. Nhưng mà đó là cái có lẽ là giống nhau duy nhất. Giống nhau duy nhất và chung chung nhất. Còn nếu đi vào chi tiết đó thì nó khác nhau nhiều lắm, nếu không muốn nói là khác nhau một trời một vực. Thứ nhất về mặt căn bản nó khác nhau chỗ nào? Hai cái trường hợp này đầu tiên thấy là hồ sơ mật đều đóng dấu mật và đều để cái chỗ không đúng quy định, đúng không? Một ông thì để ở nhà mình, một ông để trong văn phòng làm việc của mình, mà theo đúng luật đó những hồ sơ này phải để một cái cơ sở được bảo vệ an ninh chặt chẽ. Đó là một cái giống nữa theo cái luật mà gọi là hồ sơ tổng thống, nghe không? Cái này phải đưa đến lưu trữ quốc gia sau khi mà anh rời nhiệm sở đó, thì đó là cái giống nữa, là ba cái giống nhỏ lắm. Còn dân thường đó thì không được giữ những cái hồ sơ này. Đó, chúng ta thấy đó là giống nhau. Xin nhắc lại, hai ông đều có tình trạng là không đưa trả hồ sơ lại cho lưu trữ quốc gia. Cái thứ hai là hai ông đều để cái chỗ không bảo đảm an toàn. Đó. Rồi. Bây giờ khi mà ông cái khác nhau đầu tiên á, chúng ta thấy trong trường hợp ông Trump thì ông Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp, đã bổ nhiệm ông Jack Smith là công tố viên đặc biệt điều tra cái vụ này. Trường hợp ông Biden á, thì ông Garland mới bổ nhiệm một cái ông luật sư John Lott Jr. được ông Trump bổ nhiệm, có thể ông Trump điều mở một cái điều tra ban đầu để giúp ông quyết định là có bổ nhiệm công tố viên đặc biệt hay không. Đó, nhớ hai cái chuyện đó. Ông Long, ông Dũng. Trường hợp ông Long là bây giờ đã có công tố viên điều tra rồi, bổ nhiệm rồi. Trường hợp ông Long là bổ nhiệm, người đó chưa phải là công tố viên, người đó chỉ là một luật sư thôi. Xem xét trường hợp ông Long như nào rồi báo cáo lại cho ông Bộ trưởng Tư pháp. Lúc đó Bộ trưởng Tư pháp mới quyết định là có bổ nhiệm một ông công tố viên để điều tra ông Long, giống như đã bổ nhiệm ông công tố viên Jack Smith điều tra ông Đỗ Dũng. Hai khác biệt đó, nhiều người không hiểu, đúng không? Cái ông mà John Lost đó bây giờ chưa phải là công tố viên, chưa phải là công tố viên nha. Ông mới chỉ là một gọi là gì, trong tiếng Anh thì là để là special counsel, hai cái để giống nhau hết. Thì chính như là ông đang bây giờ điều tra sơ khởi đi. Điều tra sơ khởi, Dạ. dạ 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 điều tra sơ khởi, nhưng mà tại vì ông mới đang xem xét cái đó rồi ông mới đưa cho báo cáo cho ông Merrick Garland, Merrick Garland mới quyết định là có bổ nhiệm công tố viên hay không. Đó là khác nhau đầu tiên. Cái khác nhau thứ nhì là, thưa quý vị, cái hồ sơ này của hai ông nó được phát hiện như thế nào? Cái thứ nhất, ông Donald Trump là không giao hồ sơ cho lưu trữ quốc gia. Và
và bị lưu trữ quốc gia đòi ít nhất là 3 lần trong vòng 1 năm rưỡi, và bị một cái chất tòa kêu khám xét nhà. Trong khi ông Biden khi phát hiện ra chuyện này báo cho lưu trữ quốc gia, lưu trữ quốc gia xuống lấy liền. Và một cái điểm nữa khác ở trong cái chuyện này là ông Trump bị lưu trữ quốc gia phát hiện, chứ không phải ông Trump phát hiện. Còn bên Biden là luật sư của Biden phát hiện, và sau khi phát hiện đưa ngay cho lưu trữ quốc gia. Còn bên ông Trump là lưu trữ quốc gia không phát hiện, sau khi ông Trump đi rồi họ mới phát hiện. Mà lúc đó phát hiện cũng không nói, không biết là hồ sơ mật nha. Nhớ không? Yeah. Chỉ đó là thiếu hồ sơ thôi, yêu cầu ông đưa lại chúng tôi. Thì khi đưa lại nó về họ mới thấy là à, trong đấy có hồ sơ mật. Đó, một cái khác nhau thứ nhì nữa. Thưa anh, trong những cái vấn đề này, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là có những cái lỗ hổng trong cái việc mà gọi là áp dụng cái đạo luật hồ sơ tổng thống được ban hành năm 1978. Thì theo nguyên tắc với luật, luật định rằng là tất cả mọi hồ sơ trong tòa bạch ốc, ngay cả các ghi chú viết tay đều phải giao nộp lại cho chính phủ. Và cái cơ quan của chính phủ chịu trách nhiệm về vấn đề này là Cục Lưu trữ Liên bang. Thì trong hai trường hợp mà xảy ra giữa của ông Trump và ông Biden đều có cái chuyện là hồ sơ mật đi ra khỏi cái sự kiểm soát của chính phủ mà nằm ở các nơi thuộc cái sự là điều khiển quản lý của tư nhân. Thì trong cái sự việc này, cái vấn đề mà người ta đang chú ý hiện tại là cái bản chất của hai sự kiện này bên ngoài thì giống nhau, nhưng mà trên thực tế về cái chuyện đầu tiên là tại sao người ta biết được là có cái chuyện hồ sơ mật lọt ra ngoài, hai cái câu chuyện này khác nhau. Điểm khác nhau thứ hai là số lượng các hồ sơ mật này như thế nào, và cái thứ ba là phản ứng của hai người liên quan vào cái vụ hồ sơ mật này, phản ứng của ông Trump và phản ứng của ông Biden, hai người hoàn toàn khác nhau. Thì cái điều từ nãy giờ chúng ta và chúng ta cũng đã biết là ngay sau khi ông Biden vừa nhậm chức là Cục Lưu trữ Liên bang đã phát hiện ra liền có những cái hồ sơ rất là đặc biệt, đáng chú ý, không nằm trong tay của họ. Điều đó có nghĩa rằng ông Donald Trump đã đem về Mar-a-Lago. Thì ngay thời điểm vào tháng 2 năm 2021, Cục Lưu trữ Liên bang đã báo cáo với Quốc hội và Quốc hội đã ra lệnh điều tra chuyện này, và Cục Lưu trữ Liên bang liên lạc với ông Donald Trump để đòi lại. Một năm sau, ông Donald Trump mới trả cho đợt đầu là 15 thùng. Đem 15 thùng về khoảng chừng tháng Giêng, tháng 2 năm 2022, đem 15 thùng này về thì Cục Lưu trữ mới tá hỏa ra là trong những thùng ông Donald Trump trả lại này có những hồ sơ mật và tối mật. Và từ đó họ suy nghĩ rằng là liệu ông Donald Trump còn giữ hay không. Đến tháng 6, Cục Lưu trữ Liên bang cùng FBI đến ngay ở Mar-a-Lago để mà làm việc với ông Donald Trump và cái nhóm luật sư của ông. Và tại đó họ thu được về một số hồ sơ, bởi vì có một cái chat. Và trong số hồ sơ họ thu về lại được thì có hai điều. Trong những hồ sơ này lại tiếp tục có những hồ sơ tối mật khác. Và cái điều quan trọng là cái nhóm luật sư của ông Donald Trump ký một tờ giấy nói rằng là chúng tôi không còn giữ bất kỳ hồ sơ nào nữa. Chuyện đó hồi tháng 6. Sang đến ngày 1 tháng 8, FBI sau khi nhận được cái lệnh cho phép lục soát nhà của tòa án vào Mar-a-Lago, lấy thêm hơn 30 thùng nữa. Vào trong 30 thùng này lại có tiếp tục thêm các hồ sơ mật nằm trong đó.
Chúng tôi đưa ra cho quý vị những cái chi tiết này để thấy rằng là sau khi ông Donald Trump rời khỏi tòa Bạch Ốc, khoảng một năm rưỡi, ông Donald Trump cứ lần lữa trả. Và quan trọng hơn, ông chối rằng là ông không còn giữ, nhưng mà lục soát nhà thì ông vẫn còn giữ 32 thùng. Hồ sơ của chính phủ, trong đó có hồ sơ mật. Thì đây là những cái chi tiết mà chúng ta thấy khác hẳn trong trường hợp ông Joe Biden. Khi cái nhóm luật sư của ông Joe Biden đi coi như là dọn dẹp lại cái phòng đó để trả lại cho cái chỗ, cái người chủ ở cái building đó chẳng hạn, thì họ mới thấy những cái thùng hồ sơ này và họ ngay lập tức báo cáo ngay cho cơ quan lưu trữ, và ngay ngày hôm sau cơ quan lưu trữ thu hồi về. Đó là cái chuyện mà chúng ta lưu ý sơ khởi, thưa anh. Vâng, tôi thấy ba cái sự khác biệt căn bản. Thứ nhất là cái một bên là phát hiện hồ sơ, của một bên là bị phát hiện hồ sơ. Cái thứ hai là một bên trả ngay, một bên thì đòi không trả. Cái thứ ba như Long nói là số lượng hồ sơ, đúng không? Dạ. Số lượng hồ sơ của ông Trump lấy về nhiều hơn Biden. Biden khoảng chục cái, và ông Trump là trên 300 cái hồ sơ. Cái thứ tư là mức độ mật của ông Biden đến giờ phút này thì người ta chưa cho biết là nó là cái gì. Nhưng mà các cơ quan truyền thông mà trong những ngày qua ta tiết lộ là đến giờ phút này ta nói là liên quan vấn đề Ukraine, Iran và Anh, và có cả cái chương trình mai táng của ông con Bo Biden đó. Còn của ông Trump nó đủ loại, từ bí mật thấp đến bí mật mật cao hoặc là tối mật đó, là một, tức là nó nhiều loại trong đó. Thì trong nhiều loại này nó có thêm cả cái loại là danh sách của các gọi là hệ thống tình báo của Mỹ ở nước ngoài, và có cả luôn hồ sơ nguyên tử đó. Cho nên vấn đề chúng ta biết như vậy thôi, bởi vì cái ông Trump là rõ ràng là trong hồ sơ ghi rõ ràng, hồ sơ mà truy tố đó và điều tra đó là có ghi cái đó, trừ khi FBI với lại Bộ Tư pháp với lại mấy công tố viên với lại tòa án nói bậy thôi. Và tòa án họ đã coi như này là đúng, tức là sau khi các vụ kiện đưa ra hoặc các chánh án phán quyết vân vân vân, không, cái đó là chính xác theo ít nhất là trên bề mặt, vì nó đã được các cơ quan tư pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan điều tra đã coi rồi. Còn của Biden thì chúng ta chưa biết, chúng ta chỉ nghe báo chí nói thôi là liên quan Ukraine, Iran và Anh và hồ sơ riêng tư của ông. Chúng ta không biết là ba quốc gia có gì, bởi vì ngay cả Iran cũng có thể có bom nguyên tử, Ukraine cũng có thể có nguyên tử, Anh là có nguyên tử rồi, thấy không? À, chúng ta chưa biết. Đến giờ này, thưa quý vị, xin nhắc lại, chúng ta chưa biết nội dung cái hồ sơ của Biden để trong văn phòng Đại học UPenn. Phải chờ đến khi công tố viên rồi này kia họ mới có cái hồ sơ chính thức đưa ra tòa, điều tra hay truy tố, lúc đó ta mới nhìn thấy được. Và một lần nữa, trừ khi là bên đó nói dối. Còn bên ông Trump thì qua 18 tháng đòi hỏi của luật cục lưu trữ liên bang, qua những cái văn bản của Bộ Tư pháp và qua những biên bản của FBI và qua cả các hồ sơ tòa, thì rõ ràng 300 bộ hồ sơ đủ loại mật trong đó, trong đó có liên quan tình báo và nguyên tử. Thế giờ khác biệt nữa, đúng không? Khác biệt gì nữa? Chúng tôi trình bày tiếp cho quý vị sau một quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN. Cảm ơn quý vị đã theo dõi truyền hình SBTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Xoáy tin. Chúng tôi đã nói về sự khác biệt hoặc là giống nhau trong hai cái vụ giữ hồ sơ mật của đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Thì ngay đầu chương trình tôi nói một số cái giống nhau là về căn bản này, nhưng mà đi vào chi tiết nó khác nhau nhiều lắm. Nếu không nói là một trời một vực, thì chúng tôi đã điểm qua một số khác nhau, là còn cái khác gì nữa không anh? Xin mời anh. Cái điều mà khác biệt mà người ta thấy rõ ràng nhất
Đó là cái cách mà hành xử của hai bên về cái việc mà bị phát hiện có hồ sơ mật. Bên phía ông Biden cho đến giờ này, theo cái thông báo của bên tòa ốc cho biết là ngay sau khi họ phát hiện là cái hồ sơ mật này vào ngày 2 Tây tháng 11 năm 2022, thì điều đầu tiên là khi các luật sư mà họ dọn dẹp cái họ họ thu dọn cái văn phòng của ông Biden, họ thấy có một cái folder mà đi là folder là cái hồ sơ mà bằng vàng mà nó kẹp lại bao ở đôi thư bên bao thư vàng màu vàng bự đó. đó, thì họ mở ra họ thấy trong đó có những cái gọi là folder khác đề là hồ sơ mật, thì họ ngay lập tức họ đóng lại lên và họ giải tán những người đang làm việc ở trong cái văn phòng đó. Họ báo cáo ngay với là cơ quan lưu trữ liên bang. Sang qua ngày hôm sau thì cơ quan lưu trữ liên bang đến lấy tất cả những cái gì mà có trong văn phòng đó để mà về xem lại. Những luật sư của ông Biden họ theo báo cáo là họ không có nhìn vào cái hồ sơ này. Họ giữ đúng cái nguyên tắc là bảo toàn cái sự bí mật. Cho nên thật sự cho đến bây giờ người ta chưa biết rằng là cái hồ sơ đó nói về những cái điều gì. Trong khi đó, những cái hồ sơ mà ở Mar-a-Lago thì chúng ta thấy là được là thu hồi nhiều lần khác nhau. Và mỗi một lần thu hồi lại lòi ra vẫn còn giấu, vẫn còn giữ. Những câu hỏi được đặt ra là liệu chăng có một cái chuyện là có ai đó là lục lọi chờ đưa từng phần những cái hồ sơ nào họ xem xong hết rồi để họ từ từ họ trả lại hay không? Chuyện đó chúng ta chưa có bằng chứng. Nhưng rõ ràng là chuyện ông Donald Trump cứ lần lữa không trả lại hồ sơ làm ra thân sanh sanh ra thêm nhiều nghi vấn. Và cho đến bây giờ những cái hồ sơ ở tòa án liên quan đến cái vấn đề vụ hồ sơ của ông Donald Trump thì người ta lại có cho biết rằng là có những cái video an ninh mà thâu ở Mar-a-Lago là cho thấy cái căn những cái kho mà chứa những cái hồ sơ đó có nhiều người đi ra đi vô. Liệu rằng những người đó là ai? Sự bảo mật những cái tài liệu này mà ông Donald Trump đem về nó bảo đảm như thế nào? Thì đó là những cái chuyện về chi tiết chúng ta thấy khác nhau. Rồi khi mà cái chuyện mà bị gọi là công khai thì chúng ta thấy bên phía ông Donald Trump đầu tiên ông la toáng rằng là FBI gọi là lạm quyền xét gia cư của tôi. Nhưng mà rõ ràng là khi xét gia cư của ông, rõ ràng ông lòi ra đồ đồ ông cầm nhầm từ tòa Bạch Ốc đem về. Và đầu tiên thì ông Donald Trump nói rằng là những hồ sơ mật đó tôi đã giải mật hết. Nhưng mà người ta tìm lại trong cái quy trình mà giải mật, thưa quý vị, phải có những cái bước là phải đem cái vấn đề đó ra cho một cái cơ quan hoặc là một cái ủy ban xem xét về vấn đề đó và phải có một cái sự thảo luận coi rằng là họ có đồng thuận giải mật cái câu chuyện đó hay không. Thì tổng thống mới chỉ là người đề nghị, thì xem lại không có bất kỳ các gọi là văn bản hay là biên bản nào mà được giải mật những gì mà ông Donald Trump theo những gì ông Donald Trump tuyên bố. Sau đó bên phía ông Donald Trump đưa thêm một cái giả thuyết nữa rằng là chỉ cần ông nghĩ trong đầu là ông có thể giải mật, là hồ sơ được giải mật. Chuyện còn hơn là phép thần thông biến hóa. Rồi đến sau đó nữa, luật sư của ông Donald Trump lại đưa ra một cái lý do để mà ra ngoài tòa rằng là những gì mà đem về từ Bạch Ốc, từ tòa Bạch Ốc về Mar-a-Lago là tài sản riêng của ông Donald Trump.
bao gồm luôn cả cái giấy tờ của chính phủ, họ bất chấp luôn là luật pháp đã quy định những giấy tờ đó là thuộc về tài sản của nhà nước và của nhân dân Mỹ. Thì cái đó là về những cái phản ứng pháp lý của Donald Trump, họ đưa ra các vụ kiện từ tòa nhỏ lên tới tòa lớn chỉ bằng mọi cách là nói lưu giữ cái đống hồ sơ đó, và ông Donald Trump không sai sai sót. Còn trong trường hợp phản ứng của ông Biden là ngay khi phát hiện ra họ thông báo ngay lập tức. Và bây giờ cái chuyện chính ông Biden nói ra rằng là ông không biết gì về cái chuyện này. Hư thực ra sao? Chắc cũng còn phải một thời gian nữa chúng ta mới gọi là biết được. Nhưng mà trong cái vấn đề đi lục soát, cái lệnh mà lục soát của cái khu Mar-a-Lago của Donald Trump, thì cái lệnh lục soát này lại dựa lên một cái đạo luật khác nữa. Và một đạo luật khác này lại là một cái đạo luật vô cùng quan trọng. Thưa anh, đó là cái đạo luật về vấn đề gì? Đạo luật về cái gọi Gián điệp. là tình báo đúng Dạ, không? vâng. Act thì trong đó đó nó nói rõ là những ai mà chia sẻ thông tin tình báo đối với quốc gia khác hay là để mà bất cẩn mà có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia tùy theo mức độ thì có thể bị tù và thậm chí bị tử hình đúng không? Không, còn nặng hơn anh. Dạ. Nếu bất kỳ cá nhân nào mà giữ trong tay những cái bí mật mà được một viên chức mà thuộc loại là quản lý cái bí mật đó yêu cầu đưa lại mà không đưa lại thì anh bị tội. Thì đó. Tức là tôi nói anh là nặng, anh nói nặng hơn tôi tưởng là tử hình xong đem đem bầm 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 ra nó mới nặng hơn chứ. Tử hình là hết rồi, đúng không? Đúng không? Đó. Thì nó có cái sự khác biệt nữa trong chuyện này, là có biết cái gì không? Khi mà lưu trữ quốc gia phát hiện ra ông Trump không trả những cái hồ sơ mật đó đúng không, ít nhất là bắt đầu từ ngày 18 tháng giêng khi ông qua làm tổng thống cho đến hết cái năm 2021, qua tới năm 2022 luôn, khi đã rõ như vậy ông Biden chưa bao giờ lên tiếng kêu FBI khám nhà ông Trump. Tôi nói đúng hay sai? Chính xác. Trường hợp khác là gì? Ông Trump bây giờ không có làm tổng thống nữa. Ông Biden vừa mới nghe nói là có cái vụ đó, chưa biết đánh giá đâu. Kêu FBI khám nhà và khám luôn tòa ốc. Thấy không? Rồi các ông dân biểu Cộng hòa nữa, ví dụ trong chương trình sáng nay SBS Morning, ông Andy Biggs của bang Arizona còn đòi điều tra nó cả vợ ông Trump, vợ ông Biden, con trai ông Biden luôn vì có liên hệ trong gia đình. Như cái ăn cơm kể ra, là điều tra luôn. Trong khi Biden không hề nói nửa chữ khi mà biết ông Donald Trump lấy hồ sơ mật không chịu trả, có khác không? Khác không? Khách Ừ, khách đó. xa. Đó, một trời một vực đó, đó là nói về cái cá tính đúng không? Tôi không nghĩ đây là cái cá tính anh Đỗ Dũng. Dạ, Đây xin là mời một cái anh. vấn đề mà khi chúng ta hay là bất kỳ một người nào đối diện với cái vấn đề về về luật pháp, chúng ta phải rõ ràng và minh bạch. Nếu chúng ta không có hành xử sai thì các bằng chứng nó sẽ cho thấy chúng ta không sai. Nhưng mà nếu chúng ta khuất tất thì phản ứng tự nhiên là chúng ta lấp liếm. Cũng không biết là có lấp liếm hay không, ta không Chúng ta biết, lấp liếm cái đó thì có bây giờ đoán này, anh đoán thôi. không, tôi thấy trên thực tế rõ ràng. Điều đầu tiên, tôi cầm cái món đồ không phải là của tôi đã trả rồi mà tôi vẫn còn giữ lại. Sao trả rồi giữ lại là Có sao? nghĩa là tôi trả 15 thùng, sau đó tôi trả thêm một mớ nữa, rồi sau đó đến nhà tôi xét, Anh phải nói tôi là còn tôi giấu trả một phần, anh thiếu chứ một thêm. phần. Anh ấy trả, ta tưởng trả hết, anh Ý là của tôi tôi trả muốn một nói phần. là tôi trả lại nhưng mà tôi giấu, tôi không nói. Là thế Cho là đến mới khi tôi trả một xét phần nhà, thôi. đến khi xét nhà rồi mới thấy tôi vẫn còn giấu. Thì thưa quý vị, cái đây không phải là cái vấn đề cá tính, mà đây là cái chuyện chúng ta có thể nghĩ rằng là một cái chuyện che giấu. Nhưng mà vấn đề hậu quả pháp lý trong cái chuyện mà lục soát nhà ông Donald Trump, bây giờ chúng tôi xin nhắc lại. Cái việc mà tòa án
cho FBI lục soát nhà ông Donald Trump để lấy lại tài liệu là dựa trên cái luật về gián điệp tình báo về Anh cái xin việc lỗi, anh phải nói rõ, anh phải nói rõ chứ người ta tưởng là ông Biden ra lệnh xét nhà rồi dựa mà dựa trên luật tình báo. Anh phải nói rõ xét nhà là do ông không trả, cục lưu trữ liên bang đòi ông không trả, họ mới báo bộ tư pháp, bộ tư pháp đòi cũng không trả hết, bộ tư pháp mới kêu FBI xin trát tòa, tòa mới cho phép đến nhà ông Donald Trump khám. Về mặt nguyên tắc, ông Joe Biden không dính dáng gì trong chuyện này. Anh phải nói rõ cái điều đó, không là ta Chính hiểu xác, lầm. chính xác. Không phải nói Vâng. rõ. Bây Ngoại giờ trừ là trong có thông đồng thì đó là Đảng Cộng hòa ở Hạ viện họ đang điều tra. Đó, nhưng mà cho giờ phút này chúng ta biết là ông Biden, tôi nói là không nói nửa lời, chứ đừng nói chi là dính dáng đến chuyện này. Ít nhất là về mặt nguyên tắc ta thấy, đúng không? Đó, xin mời tiếp Đó tục. là cái về khía cạnh chính trị. Cái điều tôi muốn nói là ngay cái tờ giấy mà được phép lục soát nhà ông Donald Trump dựa trên cái luật về tình báo. Có nghĩa rằng là khi cơ quan có trách nhiệm về thông tin mật đòi hỏi anh là người đang giữ một cái bí mật nào đó, anh phải đưa lại liền. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy các cơ quan. Thứ nhất, cơ quan Cục Lưu trữ Liên bang. Thứ hai, Bộ Tư pháp với FBI. Đòi ông Donald Trump bao nhiêu lần và vẫn giấu. Thì đây là một cái sự vi phạm trong cái về vấn đề luật gián điệp, thưa anh Dũng. Vâng, và đó là những gì chúng tôi trình bày quý vị qua cái vụ hồ sơ mật của ông Donald Trump và ông Joe Biden. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình FPTN Morning, xin lỗi quý vị, theo dõi chương trình Xoáy tin ngày hôm nay. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình FPTN Morning sáng ngày mai thứ năm 12 tháng Giêng năm 2023.